ở Lăng Ông thì cũng có khách người ta đến cúng lai rai vậy đó anh chị. Còn cái trục đường này thì bắt đầu là người ta bán được rất là đông vui. Ngày hôm qua thì thấy là cũng thưa thưa, còn chiều hôm nay bắt đầu là thấy rất là đông. Giờ hai vợ chồng ngồi ở trước nghe chỗ Lăng Ông uống 7 ly nước. Giờ cũng chưa có đói nên là cũng chưa có kiếm gì ăn anh chị, chút xíu có kiếm gì ăn. Đặng tối bắt đầu cái mình cũng đi dạo vô đây chơi cho nó vui ha. Giờ này thì cũng còn tương đối là sớm, không chưa có đông lúc lắm anh chị. Ở trong đây thì thấy cũng có bán đồ ăn rất là nhiều. Mình đi tham quan tí có thể là mình kiếm đồ ăn mình ăn luôn cũng được anh chị. Ta bán nguyên cái trục đường ở trong cái khu làng nghề trong đây ha. Ở trong đây là như là gọi là khu làng nghề đánh bắt hải, đánh bắt thủy sản, đánh bắt nghĩa như là để mình đi đánh cá rồi đó. Giờ này cũng 6 giờ mấy anh chị, nên là bắt đầu thấy người dân bắt đầu là người ta đi giếng Lăng Ông, với người ta cũng đi dạo phố rất là đông rồi nè. Buổi tối thì người ta cũng bán hàng đồ rất là đông vui ha. Hả? Thôi nướng ăn hồi sốt ruột. Này càng về tối á, khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ anh chị đông lắm. Còn chừng 9 giờ bắt đầu là ở trong lăng là bắt đầu là mình không có còn hoạt động gì nữa, thì tới giờ đó là chắc có thể là mình sẽ thưa bớt ha. Sẽ bán đồ chai nhiều. Bán trái cây nè. Đa phần là người ta cũng đi dạo phố, như là mình đi cũng đi vui trong lễ hội thôi, chứ cũng không thấy có không thấy là tham mua nhiều anh chị. Đa số là đi dạo, như hai vợ chồng em cũng đi dạo mà chứ đâu biết mua cái gì giờ. Cà na hả? Mấy chị sắm quần áo. Bây giờ thì người ta hay làm những cái hình về nè anh chị, đặng nó lạ lạ mình cũng dễ buôn bán hơn nha. Thành con ếch hoặc là tây du ký. Hello hello chú ếch. Tối bây giờ thấy quá trời đông người. Đa phần ở đây thấy là toàn là người dân ở Bình Đại đây là nhiều anh chị, còn khách du lịch thì thấy cũng tương đối là ít, không có khách nhiều lắm. Này còn mấy chú chó dễ thương nữa nè. Giờ này là cũng 7 giờ mấy, thấy người dân bắt đầu là đi tham quan ở khu chợ ở ngay Lăng Ông á, rất là đông. Khúc trong thì bây giờ là xe gắn máy là mình không có cho đi nữa anh chị, đi bộ không cho xe gắn máy vào ha. Vậy đi bộ thì đặng mới là người dân mình đi theo đi tham quan được. Do ý thức cảnh giác chưa cao, khi do chủ quan quá tin tưởng vào độ an toàn của cốp xe máy
nên một số người, đặc biệt là chị em phụ nữ, khi đi dạo, mua sắm, thường cất tài sản quý giá, giấy tờ vào cốp xe, tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, và cũng không loại trừ những người giữ xe máy lợi dụng để trộm cắp. Bây giờ cũng sắp tới hát đàn ca tài tử rồi anh chị, nên là bây giờ bà con tập trung rất là đông để mình sẽ nghe hát đàn ca tài tử ha. Rất là nhiều ca sĩ. Có người phỏng vấn nè. Có người phỏng vấn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.